Là phần điểm qua những thông tin chính sẽ có trong bản tin và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, ngăn chặn kịp thời và kiên quyết xử lý các hành vi tham nhũng tiêu cực trong thi hành pháp luật. Thể chế phải đi sớm, đi trước, mở đường cho đột phá phát triển, phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo, phục vụ nhân dân và các yêu cầu phát triển đất nước. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi phát biểu kết luận tại hội nghị quán triệt triển khai thi hành một số luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15 diễn ra hôm nay. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở chính phủ và kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ về xây dựng, hoàn thiện thể chế. Quốc hội đã có nhiều văn bản quan trọng, nhiều chính sách mới, đột phá, góp phần tiếp tục hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược, chủ trương lớn của Đảng. Đầu tư cho thể chế là đầu tư cho phát triển. Thể chế phải đi sớm, đi trước, mở đường cho đột phá phát triển, phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo, đáp ứng tốt nhu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thủ tướng nhấn mạnh, bài học kinh nghiệm quan trọng nhất là sự vào cuộc, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nguồn lực với tâm huyết, trách nhiệm của người đứng đầu mang tính quyết định. Thì phải bám sát cái thực tiễn. Cái thực tiễn nó bao giờ nó cũng đi trước cái cuộc sống này. Bám sát cái nhu cầu, cái mong muốn của nhân dân, những cái vướng mắc cần phải tháo gỡ, những cái thách thức cần phải vượt qua để chúng ta xây dựng cái hệ thống pháp luật nó phù hợp, nó khả thi, nó mang tính hiệu quả. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần tiếp tục quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật. Thì thực hiện 5 cái đẩy mạnh tiến độ, nâng cao cái chất lượng xây dựng luật. Cái thứ hai là đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để nghiên cứu bổ sung hoàn thiện trong quá trình xây dựng pháp luật. Cái thứ ba là đẩy mạnh công tác rà soát hệ thống hóa và pháp điển hóa. Cái thứ tư là đẩy mạnh cái cơ chế phân cấp phân quyền hợp lý, phù hợp, khả thi nhưng mà có hiệu quả. Thứ năm là cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật làm sao cho nó hấp dẫn, làm sao cho nó mạch lạc. Thủ tướng cũng cho biết, qua hội nghị này, Chính phủ thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc tiếp tục rà soát các vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và nghiên cứu. Đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để ban hành một luật sửa nhiều luật